bàn với nhau về kịch bản về bán hàng. Và bây giờ chúng ta cụ thể hơn, phân tích cụ thể áp dụng ba cái bước này vào phần video bán hàng cho trường này quay như nào. Thì trước khi chúng ta làm cái đó thì chúng ta phân tích được insight. Vậy cái insight của phần của người sử dụng trường máy quay đầu tiên là gì ạ? Họ sử dụng là họ sẽ thế nào? Cái insight của người sử dụng là họ rất quý điện thoại. Đây là một insight rất hay của người sử dụng điện thoại. Họ sẵn sàng mang tính mạng của mình hoặc là mang cái nỗi đau trên người mình, những điện thoại không thể rơi. Khi họ ngã thì họ cố gắng giữ điện thoại. Và đây là một insight rất hay. Và từ cái phần insight này, Vũ đã chuyển nó sang thành một cái phần đó là insight dọa. Đó là giả sử nếu như họ bị rơi điện thoại thì sao? Trong quá trình họ làm những video marketing thì họ rơi điện thoại, thì lúc đó họ rất là sợ, đúng không? Rất là sợ. Và mình sẽ chọn một tình huống, đó là tình huống rất đơn giản trong một tại phòng. Họ để trên một cái kệ sách này, họ rơi xuống, họ làm rơi xuống và sập phát. Và lúc đó là một insight rất hay. Insight tiếp theo là khi họ quay bằng tay thì gì ạ? Họ sẽ rất là rung lắc, đúng không ạ? Hay là một insight hay nữa là khi họ muốn làm một video bán thân hay video xây dựng cả nhân ạ, thì họ cũng làm cho một cái video nó không thoải mái và rất khó để chia sẻ vì nó phải cầm tay. Đó là ba insight rất hay và mình để ý lại cái câu chuyện ba insight này qua đoạn đầu của video. Đó chính là ba vấn đề insight. Vậy sau insight theo đúng kịch bản thì chúng ta chuyển sang phần gì ạ? Giải pháp. Và chúng ta xem qua phần giải pháp của phần sản phẩm ạ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và xin chào và hẹn gặp bạn ở các video tiếp theo.